Thầy xin chào các em học sinh khối lớp 2 đến với tiết học online môn giáo dục thể chất thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Trần Trung Tôn, giáo viên trường tiểu học C Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu. Đến với tiết học ngày hôm nay, thầy cùng các em tiếp tục thực hiện chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Tiết 47, học động tác quỳ thấp, trò chơi nói hàng về đích. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiết học nhé. Phần mở đầu, mục tiêu yêu cầu. Mục tiêu: bước đầu các em thực hiện được động tác quỳ thấp và biết cách chơi trò chơi nói hàng về đích. Yêu cầu: yêu cầu về năng lực. Các em biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện, từ đó vận dụng vào sinh hoạt hàng ngày. Về phẩm chất, các em cần tích cực và tự giác trong tập luyện cũng như tham gia trò chơi. Địa điểm và phương tiện. Các em nên chọn sân hoặc là phòng tập phải sạch sẽ, không ẩm ướt hay trơn trượt. Trang phục phải gọn gàng, dễ vận động, mang giày hoặc dép nếu tập luyện ở ngoài sân, và tìm thảm hoặc là nệm để ngồi. Trước khi vào nội dung bài học, thầy mời các em xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, cổ tay kết hợp cổ chân, hông, gối theo nhịp đếm và gập duỗi gối sau khi các em xoay các khớp đã xong. Bài giảng bắt đầu. Động tác xoay đầu cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vừa rồi thầy cùng các em đã khởi động xong các khớp. Bây giờ chúng ta vào nội dung bài học nhé. Đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn các em học động tác quỳ thấp. Thầy mời các em cùng xem tranh. Hình bên tay trái màn ảnh của các em là tư thế chuẩn bị của động tác quỳ thấp. Và hình bên tay phải màn ảnh của các em là cách thực hiện của động tác quỳ thấp. Để hiểu rõ thêm về động tác quỳ thấp, sau đây thầy sẽ phân tích cụ thể hơn để các em nắm rõ và thực hiện. Tư thế chuẩn bị. Các em ngồi kiễng hai gót chân. Cách thực hiện. Từ tư thế chuẩn bị, các em đặt hai gối xuống chạm đất và duỗi mũi chân thẳng về sau, đồng thời ngồi trên hai gót chân, lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn về trước. Sau đây, thầy mời các em xem video thầy thực hiện động tác quỳ thấp. Động tác quỳ thấp. Tư thế chuẩn bị: ngồi kiễng hai gót chân. Động tác. Từ tư thế chuẩn bị, đặt hai đầu gối xuống, đồng thời duỗi mũi chân ra phía sau, ngồi trên hai gót chân, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn về trước. Vừa rồi các em đã xem thầy thực hiện động tác quỳ thấp. Tiếp theo, thầy cùng các em luyện tập nhé. Các em thân mến, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nên các em phải ở nhà luyện tập. Với hình thức luyện tập đó được gọi là luyện tập cá nhân. Khi các em luyện tập ở nhà, các em cần lưu ý một số điều sau. Khi tập luyện, các em nên tìm không gian thoáng mát, bằng phẳng và nệm hoặc thảm để ngồi. Các em có thể kết hợp hô khẩu lệnh như sau. Chuẩn bị. Động tác quỳ thấp bắt đầu. Sau khoảng 5 đến 7 giây, các em hô thôi. Ngoài hình thức luyện tập cá nhân thầy mới vừa nêu, còn có các hình thức luyện tập như sau. Luyện tập cặp đôi, có nghĩa là luyện tập theo nhóm hai người. Luyện tập theo nhóm,
Có nghĩa là các em sẽ luyện tập từ nhóm 3 người trở lên. Tuy nhiên, các hình thức này chúng ta không áp dụng với tiết học online, chỉ thực hiện khi các em tập trung ở trường. Tiếp theo đến phần các em luôn mong đợi nhất, đó là phần trò chơi. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em chơi trò chơi nói hàng về đích. Về mục đích của trò chơi, nhằm nâng cao khả năng phản xạ và khả năng làm việc nhóm của các em. Chuẩn bị khi chơi, cần sân bãi rộng rãi, còi, phấn kẻ vạch. Và sau đây là cách chơi. Chúng ta sẽ có 2 đến 4 đội chơi, mỗi đội có 8 đến 10 em, xếp thành hàng dọc phía sau vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh, em số 1 chạy tới vạch mức và thực hiện động tác quỳ thấp đã học. Khi em số 1 thực hiện xong thì em số 2 chạy nhanh đến trước mặt em số 1 và cũng thực hiện động tác quỳ thấp, sao cho hai tay của em số 1 chạm được vào vai của em số 2. Lần lượt các em số 3, số 4, số 5 và đến người cuối cùng cũng thực hiện giống như vậy cho đến khi đội của mình chạm được vạch đích. Và tất nhiên, đội nào hoàn thành xong trước sẽ là đội chiến thắng. Thầy mời các em cùng xem tranh trò chơi nói hàng về đích. Và để hiểu rõ hơn cách chơi như thế nào, thầy mời các em cùng xem video trò chơi sau đây. Từ video trò chơi các em mới vừa xem, thầy có những điểm cần lưu ý các em như sau để các em chơi đúng luật hơn. Các em phải thực hiện đúng tư thế quỳ thấp
khi chơi và không được xuất phát khi thấy đồng đội của mình chưa gác tay lên vai người trước. Chúng ta cùng chuyển sang phần vận dụng các nội dung đã học. Em nào cho thầy biết hình nào dưới đây thể hiện tư thế quỳ thấp? Thầy mời các em. À đúng rồi, hình 1 là hình thể hiện tư thế quỳ thấp nhé các em. Như vậy, đến đây thầy đã truyền đạt hết nội dung kiến thức của tiết học đến các em. Trước khi kết thúc tiết học, thầy mời các em cùng thả lỏng qua quá trình vận động bằng các động tác hít sâu, gập thân, thả lỏng, đắp cổ tay, cổ chân, vân vân. Và các em có thể thực hiện cùng với thầy qua video sau đây. Thầy mời các em phòng của thầy. Thầy nâng cao bước vào và thân của người thở ra. Đổi chưa? Sau đây thầy cùng các em hệ thống lại bài học. Các em hãy trả lời cho thầy. Tiết học hôm nay gồm có những nội dung nào? Thầy mời các em. Đúng rồi, tiết học hôm nay gồm những nội dung sau. Thứ nhất, chúng ta học động tác quỳ thấp. Và kế tiếp, chúng ta chơi trò chơi nói hàng về đích. Thầy có lời dặn dò các em như sau. Các em ở nhà tập luyện lại động tác quỳ thấp để chuẩn bị cho các tiết học tiếp theo. Lưu ý, sau khi tập luyện xong, các em cần rửa tay sát khuẩn và vệ sinh sạch sẽ nhé các em. Đến đây tiết học đã kết thúc. Thầy chào các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.